Dạ vâng, rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Để gửi đến những hình ảnh của các sản phẩm của bên cửa hàng âm thanh luôn được về với các bác khách hàng thân yêu. Dạ vâng, hơi lặng anh ơi, để anh em mới khênh cho. Và đây là lần thứ 3 bác khách hàng là anh Điệp đến từ Thanh Hà, Hải Dương về ủng hộ các sản phẩm của bên cửa hàng chúng em. Em rất cảm ơn anh Điệp luôn tin tưởng cũng như ủng hộ các sản phẩm. Anh về lần này là lần thứ 3 rồi. Về cửa hàng lần đầu tiên là anh ủng hộ bên cửa hàng, đó là chiếc đẩy PS 4 kênh, chiếc vang Vutin KM320. Lần sau anh về ủng hộ là bộ mic AMG. Và bây giờ anh ủng hộ cho chúng em đó là chiếc lưng tiếng Preo và một đôi loa B3X15i, hàng mới xịn nguyên thùng xốp. Như vậy combo của anh là đã đầy đủ một bộ karaoke. Và với những sản phẩm mà anh sắm thì đó là những sản phẩm cao cấp, cũng như là cấu thành nên một bộ karaoke chuyên nghiệp đẳng cấp với những dòng loa B3X15i hàng mới xịn rồi các bác nhé. Và trong cái thời điểm vừa qua cho đến hiện tại đến bây giờ, với những dòng B3X12i cũng như là X15i, chúng em lên đường rất nhiều những bộ karaoke bởi vì nó khẳng định thương hiệu cũng như khẳng định được chất âm quá tuyệt vời, quá đẳng cấp, tiếng bass của nó quá uy lực và sâu. Hiện tại là anh em cũng đang cho cuốn ni lông và bây giờ anh cũng chuẩn bị là chở trên chiếc nghĩa xét này 34B3 36910. Có vẻ là cũng hơi khó khăn một chút bởi vì đôi loa này nó cũng rất là nặng, nhưng vì cái đam mê và cũng như niềm tin mà anh đặt tại cửa hàng đã không quản ngại cái thời gian, trời bây giờ rất là tối cũng như muộn rồi, anh đã về cửa hàng đã ủng hộ cho chúng em những sản phẩm cực kỳ cao cấp, chất lượng. Hôm nay hàng chúng em đóng đi bưu điện nhờ những chuyến cuối cùng của ngày cuối năm cũng không kịp để đóng. Đến bây giờ anh em vẫn phải tăng cường đóng buổi tối để đầu và sáng mai đi sớm để cho kịp các bác nhận được hàng, chơi được trước Tết âm lịch này. Thì qua những video clip ghi lại những hình ảnh sâu sắc như này, em gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc luôn theo dõi, ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh A luôn, ủng hộ tinh thần những lúc cửa hàng vượt qua những giai đoạn khó khăn cạnh tranh trên thị trường cũng như bon chen cùng với đồng nghiệp trên thị trường. Và một điều cảm ơn sâu sắc nữa đó là các bác luôn tin tưởng, đặt niềm tin sâu sắc ở cửa hàng để chúng em phát huy nỗ lực tìm tòi được những sản phẩm tốt phục vụ các bác, cũng như là các bác ủng hộ các sản phẩm của bên cửa hàng âm thanh A luôn chúng em. Trong âm thanh thì các bác không cần thiết phải một lúc là phải cố gồng mình lên để sắm một lúc rất nhiều thiết bị hoặc là một lúc quá nhiều tiền, nó sẽ chi phối cái mảng tài chính của các bác. Khi các bác về với cửa hàng, chúng em vẫn luôn động viên, vẫn luôn tư vấn. Âm thanh thì không thể thiếu trong cuộc sống bởi vì nó gần như là nó mang cái niềm vui, nó mang những màu sắc âm hưởng thật tuyệt vời cho cuộc sống. Thế nhưng về vấn đề tài chính, cái việc gì chi tiêu cần trước hoặc là cái gì cần trước, các bác cứ hãy cân đối. Còn trong các sản phẩm mua sắm, các bác có thể mua bình tĩnh, mua từ từ, mỗi lần một sản phẩm cũng được. Nhưng lần nào các bác mua được sản phẩm nào thì các bác hãy đầu tư, hãy mua vào một cái sản phẩm đó, nó thương hiệu, nó chất lượng. Thì sau này khi mà nó đã hình thành nên một bộ sản phẩm đầy đủ, các bác không phải trao đổi, cũng không phải mua đi bán lại, nó sẽ thiệt thòi về đồng tiền kinh tế của các bác. Chúng em vẫn luôn động viên tinh thần các bác trong quá trình sắm sửa cũng như là mua sắm như vậy. Thực ra bán hàng thì ai cũng muốn bán nhiều các bác, bởi vì bán nhiều là chúng em lại có nhiều tiền lãi cũng như là nhiều lợi nhuận. Một sản phẩm thì được lợi nhuận một sản phẩm, 5 sản phẩm lại lợi nhuận 5 sản phẩm, 10 sản phẩm thì lợi nhuận 10 sản phẩm. Nhưng có những bác rất đam có những bác rất là đam mê cũng như yêu thương chúng em, chúng em vẫn luôn động viên là hãy bình tĩnh, không nên vội vàng quá. Trước hết là tìm hiểu sản phẩm, thứ hai đặt niềm tin vào cửa hàng ở nơi các bác định chọn mua sản phẩm, thứ ba là lựa chọn cho mình được những sản phẩm phù hợp với tài chính, đúng giá trị, đúng chất lượng của đồng tiền mình bỏ ra, để các bác không phải hối tiếc cũng như không phải lăn tăn mua về mà tâm lý không thoải mái. Dù đó là sản phẩm rẻ hay là sản phẩm đắt, nhưng khi đã mua, khi đã sử dụng thì tâm lý phải thoải mái, thì mình chơi nó mới được bền và chơi mới cảm nhận được cái độ hay, độ sâu sắc của những bộ karaoke mà các bác đầu tư các bác nhé. Rồi, anh chạy anh mua rồi. Mấy hôm nay
thì chúng em cũng hoạt động hết công suất, rất là vui được phục vụ các bác trên mọi miền Tổ quốc. Đây em sai em mua thêm dây câu. Rồi ok để em sai mua. Anh giữ. Có vẻ xe của anh là chưa chẳng đủ, em sẽ hỗ trợ cho các bác là mua thêm dây. Gần bên nhà em được cái là rất là thuận lợi, dây rác lúc nào các bác về thiếu là chúng em có thể chạy ù sang từ những chiếc ổ điện hay là những chiếc dây, chúng em có thể mua hỗ trợ các bác về để chẳng làm sao cho các bác đi đường thật sự an toàn đi thôi. Dạ vâng ạ, em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị các bạn luôn theo dõi, ủng hộ, đồng hành cùng Âm Thanh An luôn. Em thân ái chào tạm biệt ạ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.